Sáng nay, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Anh Tuấn, 24 tuổi, Nguyễn Đắc Vũ, 22 tuổi và Trần Long Nhật, 19 tuổi, cùng ngụ thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, sáng ngày 2 tháng 2, khi ba người này cùng Nguyễn Quang Phong, 23 tuổi, hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương, đang ngồi nhậu trên vỉa hè đường Trường Chinh thuộc phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, thì có một nhóm nam thanh niên chưa xác định lai lịch chạy xe mô tô ngang qua. Trong đó có một người nẹt pô xe và chửi Tuấn rồi bỏ chạy. Do bực tức, Tuấn lái xe ô tô chở Vũ, Nhật, Phong đuổi theo đến đoạn đường Lý Tự Trọng thuộc phường Tân Lợi thì thấy anh Trần Văn Thọ, 30 tuổi, chạy xe mô tô chở anh Ngô Tùng Gia, 29 tuổi, cùng chiều phía trước. Nghĩ anh Thọ và anh Gia là người của nhóm nam thanh niên kia nên nhóm của Tuấn tăng tốc đuổi theo đánh hai người này. Hậu quả, anh Gia phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị đa chấn thương vùng đầu và vùng mặt với tỷ lệ thương tật là 20%. Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố Đặng Hoàng Duy, 39 tuổi, trú ở xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang về tội trộm cắp tài sản. Trước đó vào tháng 10 năm 2018, Duy đi đến chợ Tân Phú, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang thì phát hiện xe gắn máy dựng bên lề đường, không có người trông coi nên bẻ khóa xe rồi nổ máy tẩu thoát. Chạy được khoảng một đoạn, Duy bị người dân phát hiện truy hô, rượt đuổi và bắt giữ Duy cùng tang vật giao cho cơ quan công an. Tiếp tục mở rộng điều tra, bị can này khai nhận thêm, từ khoảng tháng 6 năm 2018 đến tháng 10 năm 2018 đã thực hiện trót lọt 24 vụ trộm xe máy trên địa bàn tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ. Ước tính tổng giá trị tài sản gần 258 triệu đồng. Trưa nay, Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ đôi nam nữ lên kế hoạch gian dựng dùng hung khí trộm cướp tài sản táo tợn bằng cách dí dao vào cổ nạn nhân vào cuối tháng 3 vừa qua. Theo cơ quan công an, rạng sáng ngày 30 tháng 3, Bùi Đình Tân, 28 tuổi và người yêu là Xuân Anh Đào, 25 tuổi, đã đặt xe ôm công nghệ đến một hẻm tại phường Bến Nghé. Sau đó, Tân và Đào vờ cãi nhau, rồi Tân dùng dao kè vào cổ tài xế, khống chế buộc nạn nhân đưa chìa khóa xe máy. Tuy nhiên, tài xế đã gạt dao bỏ chạy và xe máy bị đôi tình nhân trên lấy rồi tẩu thoát. Qua trích xuất camera, khuya ngày 31 tháng 3, công an đã bắt giữ được Tân và Đào cùng xe máy tang vật tại quận Bình Thạnh. Qua kiểm tra nhanh, cả hai đều dương tính với chất ma túy và Tân đã có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản.